Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài giảng về module BWM của dòng TivaC Series. BWM là viết tắt của Pulse Width Modulation, hay còn gọi là điều chế độ rộng xung. Sau đây là cấu trúc của bài giảng. Bài giảng gồm 3 phần: giới thiệu các đặc trưng của bộ tạo xung BWM và chương trình mẫu. Trước hết, chúng ta cùng đi tìm hiểu ý nghĩa của bộ tạo xung BWM. Thông thường, từ chân vi điều khiển, ta chỉ có thể xuất ra hai mức tín hiệu là GND và VCC. Nếu chúng ta muốn xuất ra một mức điện áp nằm giữa hai mức điện áp này, thì chúng ta có thể sử dụng một bộ DAC. Tuy nhiên, có một cách khác, đó là sử dụng bộ BWM. Bộ tạo xung BWM sẽ tạo ra một xung vuông với thời gian T on và T off có thể thay đổi được bằng cách thay đổi tỷ lệ T on trên T off. Chúng ta có thể thay đổi giá trị trung bình của dạng sóng tạo ra. Giả dụ chúng ta có T on bằng T off thì điện áp trung bình tạo ra sẽ là VCC chia 2 tổng quát. Ta gọi duty cycle là tỷ lệ giữa T on và chu kỳ T, thì điện áp trung bình của dạng sóng tạo ra sẽ là VCC nhân duty cycle. Vi điều khiển TM4C123GH6BM có hai module BWM. Mỗi module BWM bao gồm 4 khối tạo xung BWM và một khối điều khiển. Mỗi khối tạo xung BWM có thể tạo ra hai tín hiệu độc lập với cùng tần số. Như vậy, chúng ta có thể tạo ra tối đa 16 tín hiệu BWM độc lập nhau. Mỗi khối tạo xung BWM lại có thể tạo ra một cặp tín hiệu bù nhau với thời gian trễ có thể lập trình được. Chúng ta sẽ trở lại với vấn đề này trong những slide sau. Sau đây là sơ đồ khối của module BWM. Để module BWM hoạt động, chúng ta cần cấp xung clock cho nó. Xung clock này có thể là system clock hoặc là tín hiệu được chia tầng từ system clock. Mỗi module BWM có 4 khối tạo xung BWM generator đánh số lần lượt là 0, 1, 2, 3. Mỗi module này sẽ tạo ra hai tín hiệu BWM A' và BWM B' gửi đến bộ output control logic. Bộ output control logic này sẽ cho phép các tín hiệu này được xuất ra chân của vi điều khiển. Tín hiệu BWM0A' sẽ được xuất ra chân BWM0 của module BWM tương ứng. Tín hiệu BWM0B' sẽ được xuất ra chân BWM1 của module BWM tương ứng. Ngoài ra, các module BWM còn có thể nhận xử lý tín hiệu trigger false từ phần mềm hoặc từ module phần cứng như module ADC. Ví dụ, chúng ta có thể điều khiển động cơ và sử dụng một mạch đo dòng điện qua động cơ thông qua module ADC. Khi giá trị từ module ADC vượt quá mức ngưỡng cài đặt tương ứng với dòng điện qua động cơ vượt quá mức ngưỡng cho phép, thì bộ Digital Comparator từ module ADC sẽ gửi một tín hiệu trigger đến module BWM và chúng ta có thể cài đặt để module BWM ngừng xuất xung. Các khối tạo xung BWM Generator có thể tạo ra các sự kiện gửi đến CPU hoặc trigger ADC. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các sự kiện này trong slide sau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách module BWM tạo ra xung tín hiệu. Mỗi bộ tạo xung BWM có một bộ đếm 16 bit, có thể chọn chế độ đếm xuống countdown mode hoặc đếm lên xuống countdown mode, và nó có hai bộ so sánh BWM. Ở chế độ countdown mode, counter sẽ được load giá trị ban đầu là load value và nó sẽ đếm xuống 0. Sau đó nó được ghi lại giá trị load value và lại tiếp tục đếm xuống 0. Quá trình này cứ tiếp tục. Hai bộ so sánh comparator A và comparator B được dùng để tạo các sự kiện để thay đổi trạng thái của các xung tín hiệu BWM A và BWM B. Tổng cộng, ở chế độ countdown mode, chúng ta có 4 sự kiện có thể dùng để thay đổi trạng thái của xung BWM. Đó là load event, tức là khi counter có giá trị bằng giá trị load value, match A, down, tức là khi counter có giá trị bằng giá trị com A khi đang đếm xuống, match B, down, tức là khi counter có giá trị bằng com B khi chiều đếm xuống, và zero event tức là khi counter có giá trị bằng 0. Ở mỗi sự kiện này chúng ta có thể cài đặt để xung BWM A hoặc B giữ nguyên giá trị, set hoặc reset nó. Ví dụ, nếu chúng ta cài đặt xung BWM A set ở sự kiện load event và reset ở sự kiện com A event, thì dạng xung BWM A tạo ra sẽ có dạng như sau. Ở chế độ count up down mode,
counter được load giá trị ban đầu là 0, sau đó nó sẽ đếm lên đến giá trị load value, sau đó nó lại đếm về 0 và quá trình này cứ tiếp tục. Ở đây, chúng ta có tổng cộng 6 sự kiện có thể dùng để thay đổi trạng thái của các xung tín hiệu PWMA và PWMB. Đó là Zero Event, Match B Up, Match A Up, tức là khi counter có giá trị bằng giá trị COM B hoặc COM A khi đang ở chiều đếm lên, Load Event, Match A Down và Match B Down, tức là khi counter có giá trị bằng COM A hoặc COM B khi đang ở chiều đếm xuống. Chế độ cao up down mode thường được dùng để tạo ra các xung PWM có dạng center align, tức là thời gian on sẽ phân bố vào giữa chu kỳ. Tín hiệu PWMA và PWMB sau khi tạo ra sẽ được đưa qua bộ tạo trễ để tạo ra các tín hiệu PWMA và PWMB. Nếu ta disable bộ tạo trễ này thì các tín hiệu PWMA và PWMB sẽ được đưa ra các tín hiệu PWMA và PWMB mà không thay đổi gì. Nếu chúng ta enable bộ tạo trễ này thì tín hiệu PWMB sẽ được bỏ qua và tín hiệu PWMA sẽ được dùng để tạo ra cặp tín hiệu ngược pha nhau và có thời gian trễ có thể lập trình được. Và thông thường đối với phép công suất nó bằng khoảng từ 100 nano giây đến 1 micro giây. Các tín hiệu PWMA và PWMB ở ngõ ra của bộ tạo trễ sẽ được đưa đến khối điều khiển. Khối điều khiển này sẽ cho phép xuất tín hiệu PWM ra chân MCU và cho phép đảo cực tính của tín hiệu PWM. Sau đây chúng ta cùng xem xét một chương trình mẫu. Chương trình sau đây sẽ thay đổi độ sáng của LED màu đỏ bằng cách thay đổi độ rộng xung PWM từ 0 đến 100%. Trước hết, chúng ta include các file thư viện của driver lib, file header pwm.h chứa các tên hàm cần thiết để cài đặt module PWM. Ở đây chúng ta sử dụng biến UL Duty Cycle để chứa giá trị Duty Cycle của tín hiệu PWM tạo ra, biến UL Period để chứa chu kỳ của tín hiệu. Đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt clock cho vi điều khiển. Ở đây chúng ta chọn nguồn xung clock là 16 MHz và chúng ta không chia tầng. Sau đó chúng ta sẽ chọn xung clock cho module PWM. Xung clock này được chọn bằng với System Clock. Kế tiếp chúng ta sẽ cho phép cấp xung clock tới module PWM1 và module GPIOF vì đèn LED màu đỏ được nối tới chân BF1. Chúng ta cài đặt chân BF1 là một chân suất tín hiệu PWM. BF1 là chân suất tín hiệu PWM5 của module PWM1. Chúng ta sẽ cài đặt thông số cho bộ tạo xung PWM Generator 2 của module PWM1 là một bộ đếm xuống và không đồng bộ với các tín hiệu PWM khác. Mặc định ở chế độ đếm xuống thì tín hiệu PWM sẽ được set ở sự kiện Load Event và reset ở sự kiện Match Event, nghĩa là xung tạo ra sẽ có dạng như sau. Chúng ta cài đặt chu kỳ của xung PWM và độ rộng xung PWM ban đầu, sau đó chúng ta sẽ cho phép xuất tín hiệu ra chân PWM5 của module PWM1 và cho phép bộ PWM Generator 2 hoạt động. Chúng ta sẽ thay đổi độ rộng xung của xung PWM tạo ra trong ngắt timer. Phần config timer các bạn đã được học ở trong bài giảng trước. Sau đây là hàm ngắt của timer. Chúng ta sẽ thay đổi giá trị độ rộng xung trong hàm ngắt của timer bằng cách cộng thêm 10. Và sau đó chúng ta sẽ cài đặt lại giá trị độ rộng xung. Sau đây tôi xin chạy thử chương trình. Bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng kế tiếp.